Chào mừng quý vị khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Việt Quốc Channel. Mến chúc quý vị và các bạn có thật nhiều niềm vui, an lành và thành công trong cuộc sống. Và sau đây là những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật trong ngày hôm nay có nội dung như sau. Tình sét đánh Trung Quốc và Campuchia lò sốt vỏ khi Việt Nam chờ lệnh cao hỏa 20.000 tên lửa thiêu hủy căn cứ quân sự Trung Quốc giáp ranh Campuchia. Và diễn biến chi tiết sự việc này ra sao, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin ngay sau đây. Kính thưa quý vị, Tổng cục Hai Bộ Quốc phòng tiết lộ, Campuchia phê chuẩn mật ước, cho phép 1 triệu quân lính Trung Quốc được phép mang vũ trang vào khu vực quân sự để giúp đỡ khu vực Campuchia. Nhiều khu vực phía tây nam của Việt Nam có đường biên giới tiếp giáp với Campuchia được Trung Quốc mở rộng, xây dựng đường cao tốc, đường băng cho máy bay quân sự cất và hạ cánh. Nhiều căn cứ quân sự trước phi đạn để chuẩn bị đánh Việt Nam. Mới đây, Tổng cục 2 tiết lộ về Trung Quốc và Campuchia đã ký mực ước quân sự quan trọng. Trong văn bản này có điều 1 và 2 ngay đầu mực ước là nguy hiểm nhất. Điều 1, Trung Quốc được phép đưa quân lính cùng vũ khí vào bảo vệ Campuchia và các đặc khu kinh tế của Trung Quốc có toàn quyền chỉ đạo các khu vực quân sự quan trọng nhất của Campuchia. Điều 2 của mực ước cho thấy vấn đề không còn bình thường vì lãnh thổ Campuchia bị xâm phạm, sẽ tương đương xâm phạm lãnh thổ của Trung Quốc, và Trung Quốc toàn quyền bảo vệ bằng biện pháp quân sự để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Campuchia. Thưa quý vị, sáng nay căng thẳng leo thang tại rừng núi phía tây nam giáp ranh Campuchia. Có thể nói quân đội Việt Nam với tư thế sẵn sàng bắn hạ 20.000 tên lửa, nhấn chìm những hoạt động bí mật quân sự Trung Quốc giáp ranh Campuchia. Khẳng định lời tuyến lần thứ hai nếu Trung Quốc có động thái mờ ám, bất chấp phía Campuchia là đồng minh với Trung Quốc. Lời tuyên bố hôm mạnh nay trong một cuộc họp báo các tướng lãnh cấp cao quân đội Việt Nam, đưa ra quyết định đánh, nếu không chúng ta sẽ mất lãnh thổ. Quả vỏ bọc mực ước thương mại Trung Quốc-Campuchia, đó là khu bí mật, quân sự Trung Quốc, thế giới đều chỉ trích. Tướng quân đội Việt Nam khẳng định, 20.000 tên lửa Việt Nam tư thế sẵn sàng chờ lệnh để đánh đối phương. Đây là lời tuyên bố lần hai phải đánh. Cũng trên tờ báo quân đội Việt Nam cho hay, tướng tư lệnh chỉ huy đã công khai nói rằng, Việt Nam đã theo dõi những động thái vỏ bọc thương mại là những căn cứ bí ẩn của Trung Quốc, an nguy đến lãnh thổ Việt Nam. Hà Nội không thể giữ mối quan hệ với vỏ bọc mờ ám như vậy. Tuyên bố của tướng quân đội được cho là nhắm vào Trung Quốc và Campuchia, khi chúng đang tăng cường binh sĩ uy hiếp lãnh thổ Việt Nam. Ông nhấn mạnh thêm, trên tờ báo quân đội Việt Nam, chúng tôi đã có những phòng thủ nhằm ngăn chặn đột xuất tại biên giới, sẵn sàng với 20.000 tên lửa từ 120 trận địa. Chúng tôi sẽ đánh tan hiệp ước thương mại và vỏ bọc bí mật quân sự, đánh trực thẳng vào 25 căn cứ Trung Quốc và Campuchia. Chúng tôi buộc phải nói 25 căn cứ quân sự mờ ám Trung Quốc và Campuchia là mục tiêu của tên lửa của chúng tôi. Tướng tư lệnh quân khu nói, một khi xảy ra chiến tranh, tên lửa của Việt Nam sẽ làm cho 25 căn cứ của Trung Quốc ở dọc biên giới Việt Nam và một số căn cứ quân sự của Trung Quốc dọc biên giới Tây. Và đây sẽ trở thành trận địa chiến tranh, sẽ sang phẳng khi quân đội nhân dân Việt Nam sẵn sàng. Ông cũng nêu thêm, đối với các đồng minh của Trung Quốc ở châu Á như Lào, Campuchia, tướng quân đội khẳng định, Hà Nội sẽ không coi các quốc gia vùng vịnh là đối thủ của mình, trừ khi các quốc gia nào muốn vượt giới tuyến trong khu vực này, trở thành trợ thủ của Trung Quốc để tấn công Việt Nam. Chúng tôi không hy vọng sẽ tạo thành tổn hại của các nước xung quanh, ông nói. Hiện Trung Quốc có khoảng gần 10 căn cứ quân sự các loại ở nước ngoài, khu vực châu Á giáp ranh Việt Nam. Trong đó có hơn 50 căn cứ nhỏ lẻ xung quanh Việt Nam, bao gồm cả các căn cứ ở biên giới Tây Nam Campuchia. Trong số 50 căn cứ này có 25 căn cứ quân sự loại lớn. Tính đến đầu tháng 5 nay, tổng số quân đội Trung Quốc ở Campuchia đã lên tới 60.000 quân. Trong đầu năm 2022, Trung Quốc đã liên tục tăng quân đến Campuchia tại khu vực biên giới Tây Nam giáp ranh Việt Nam, nâng tổng số quân lên đến hơn 68.000. Đầu tháng 5 năm 2021, Bắc Kinh xác nhận Trung Quốc sẽ tăng thêm 3.000 quân đến Lào để đối phó với nhiều mối đe dọa của Việt Nam đối với lợi ích Trung Quốc ở khu vực này. Phản ứng về vấn đề trên, Việt Nam đã đưa ra thái độ cứng rắn. Phát ngôn viên của quân đội Việt Nam, tướng quân đội khẳng định, ngay cả khi một quốc gia không tham gia trực chiến vào cuộc chiến chống Việt Nam và chỉ cho Trung Quốc sử dụng vùng chơi và lãnh thổ, Việt Nam cũng sẽ coi quốc gia này là thù địch.
và sẽ đối xử với họ như một kẻ thù thực thụ. Một khi Việt Nam bị đe dọa, sẽ không còn nơi nào, trú ẩn nào có thể bảo vệ được họ. Hà Nội có khả năng làm điều này. Tướng quân đội Việt Nam cảnh báo Trung Quốc và Campuchia rằng Việt Nam chưa bao giờ tiến hành chiến tranh xâm lược. Nhưng nếu quân xâm lược tấn công Việt Nam, Việt Nam sẽ phản kích với lực lượng cao nhất và cứng rắn nhất. Khu vực của cuộc phản kích như vậy sẽ vượt qua sự tưởng tượng của Campuchia và Trung Quốc. Việt Nam có thể tấn công vào bất cứ thời gian nào và bất cứ địa điểm nào của Trung Quốc cùng đồng minh cũng sẽ là mục tiêu của Hà Nội. Tham mưu trưởng lực lượng quân đội Việt Nam một trong cuộc họp cấp cao giữa các tư lệnh quân khu, Thiếu tướng cũng nhấn mạnh lực lượng quân đội Việt Nam là một lực lượng răn đe, mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của nhân dân. Bất kỳ hành vi nào chống lại quân đội Việt Nam cũng sẽ chỉ mang lại thiệt hại lớn cho đối phương. Ngay sau khi Thiếu tướng đưa ra tuyên bố, Việt Nam đã tổ chức một cuộc tập trận phòng không quy mô lớn vào cuối tháng 2 năm 2021. Kịch bản của cuộc tập trận mô phỏng một cuộc chiến bùng nổ ở biên giới phía Bắc giáp ranh với Việt Nam. Quy mô lớn chưa từng có. Cuộc tập trận mang tên Người bảo vệ chủ quyền quốc gia được thực hiện tại tỉnh Lạng Sơn, phía Bắc Việt Nam. Khu vực diễn tập rộng 41,6 km vuông. Mô phỏng tình hình của toàn bộ khu vực, biên giới phía Bắc khi xảy ra chiến tranh. Cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng phòng không Việt Nam và mức độ hoạt động của các hệ thống phòng không của Nga, vừa được chuyển về Hà Nội cách đây vài ngày. Trong cuộc tập trận, Thiếu tướng Phòng không Không quân Việt Nam cảnh báo một lần nữa rằng không phận của Việt Nam là một lằn ranh đỏ, không thể bị xâm phạm bất kỳ hành vi nào, vi phạm nào. Lằn ranh đỏ sẽ dẫn đến một cuộc phản công toàn diện của Việt Nam. Mực ước Campuchia cày với Trung Quốc rất nguy hiểm cho Việt Nam. Nếu có chiến tranh xảy ra, Trung Quốc sẽ dùng Campuchia làm bàn đạp theo thế trừng vẹt và hay còn gọi là thế kiên ba chân khống chế toàn bộ Việt Nam từ mọi phía. Trung Quốc đang cô lập cả bên trong lẫn bên ngoài lãnh thổ của Việt Nam. Phía Tây Bắc giáp với Trung Quốc, phía Đông Nam có các căn cứ quân sự Trung Quốc ngoài biển tại Hoàng Sa và Trường Sa. Phía Tây Nam có Campuchia làm tay sai chiến lược của Trung Quốc. Vì Trung Quốc đã rút kinh nghiệm thất bại nặng nề năm 1979, khi đưa quân đánh vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam. Nên Trung Quốc đã đổ nhiều tiền bạc ra biển và vào Campuchia để tạo thế trừng vẹt như kiên ba chân khống chế hoàn toàn Việt Nam. Trong bản báo cáo của Tổng cục 2 cho thấy, rất rõ các âm mưu của Trung Quốc, nhất là mới đây, Trung Quốc đưa hàng loạt vũ khí lớn nhất, mạnh nhất đến Campuchia áp sát biên giới Việt Nam. Cả hai đường biên giới của Việt Nam đều bị Trung Quốc và Campuchia tăng cường năng lực tấn công tại các khu vực giáp biên giới Việt Nam. Bằng cách đưa cả máy bay không người lái vào anh tạc cờ chiến lược đến sát căn cứ không quân anh tạc cờ chiến lược H-6K của Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc cũng đã cho máy bay không người lái UAV và máy bay ném bom chiến lược H-6K tới hai căn cứ không quân biên giới Việt Nam. Được biết đến là UAV lớn nhất thế giới với chiều dài 15m, sải cánh 34-45m. Trung Quốc từng tuyên bố UAV này có thể phát hiện máy bay tàng hình như F-22 và F-35 của Mỹ, Su-35 của Nga mà Việt Nam sở hữu. Đồng thời, Trung Quốc cũng đưa oanh tạc cơ chiến lược mạnh nhất của mình là H-6K đến căn cứ sát biên giới Việt Nam. Đây là mẫu máy bay ném bom tầm xa phát triển từ nguyên mẫu Tu-16 của Liên Xô. Các chuyên gia từng nhắc đến khả năng Trung Quốc dùng ăn tạc cơ H-6K trang bị bom hạt nhân đã tấn công tác chiến tàu sân bay của Mỹ. Các máy bay H-6K được điều động đến căn cứ của Trung Quốc ở Campuchia chỉ cách biên giới Việt Nam khoảng 50 km. Trong khi đó UAV cũng được đưa đến căn cứ không quân Hải Nam ở khu vực Quảng Tây. Việt Nam muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với Trung Quốc. Hai quốc gia đều muốn vượt qua sự khác biệt để duy trì hòa bình, ổn định. Nhưng cách Trung Quốc tăng cường năng lực chiến đấu từ đường biên giới ra Biển Đông cho đến Campuchia là vấn đề mà Việt Nam rất quan ngại. Một sĩ quan của Tổng cục 2 đang làm nhiệm vụ ở Campuchia cho biết. Trung Quốc xây dựng căn cứ Đà La Sách tại Campuchia hay còn gọi là sân bay quốc tế Đà La Sách Cô, là nơi sử dụng cho cả mục đích quân sự và dân sự. Nhưng quân đội Trung Quốc gần đây đã sử dụng tăng cứu riêng này cho mục đích quân sự. Trung Quốc cũng bổ sung thêm hàng loạt pháo xe chiến đấu mang lựu đạn pháo cỡ nông 155mm đến chiến khu miền đông Campuchia.
Trong thời gian tới, Trung Quốc muốn xây dựng thêm nhiều nhà máy chứa máy bay kiên cố ở căn cứ Dalasatko. Đủ sức đứng vững, nếu bị đối phương tấn công bất ngờ, lù pháo 155mm có thể tấn công mục tiêu cách 100km, mà vẫn được siêu chính xác bằng GPS và laser. Theo báo New York Times, cuối cùng, tình báo Việt Nam nhắc đến đơn vị tên lửa bí mật Trung Quốc Quảng Đông và Quảng Tây cách biên giới Việt Nam 10km. Trung Quốc đang chuẩn bị đưa binh lực tràn qua biên giới để tấn công Việt Nam một lần nữa. Trung Quốc chuẩn bị tấn công Việt Nam. Bây giờ, hãy nhận tư quan điểm Trung Quốc trong tận cùng Trung Quốc muốn thống trị thế giới. Trở ngại lớn nhất là Hoa Kỳ trong thời gian gần đây. Trung Quốc muốn chiếm hai trụ quần đảo phía đông đến phía đông của Trung Quốc. Trụ đảo phía trong từ Okinawa chạy đến Philippines và phía ngoài chạy tới Guam. Trung Quốc muốn làm chủ mọi thứ trong Biển Đông và có khả năng cấm tất cả hải quân các nước không cho đi ngang qua đó. Đó là mục tiêu ngắn hạn. Để tới mục tiêu đó, Trung Quốc đã xây một căn cứ trực thăng trên đảo Na Sư, vùng thuộc Trung Quốc kiểm soát gần nhất ở đảo Senkaku, nơi Nhật kiểm soát. Căn cứ này sẽ tái tiếp diện nhiên liệu cho trực thăng. Trên đường tấn công Senkaku đã xâm chiếm Việt Nam, Trung Quốc đã xây một căn cứ lớn cách đó 10km đến biên giới Việt Nam. Nơi này che giấu các đơn vị xe tăng và pháo binh Trung Quốc không bị vệ tinh nhìn thấy và các đơn vị này vận chuyển đến các căn cứ ngày và đêm. Trung Quốc cũng dùng các bệ pháo binh dọc biên giới và một dặm phía đông bắc khu nhà quân sự lớn này. Trung Quốc đã xây các tòa nhà chiếm diện tích khu vực rộng 8 hectare. Trong các tòa nhà này sẽ chứa các dàn phi đạn được đưa đến biên giới để sơ soạn tấn công. Như thế sẽ tối đa hóa, tầm bắn nhắm vào dọc bờ biển của Việt Nam, rút kinh nghiệm bài học tiếp vận từ cuộc chiến năm 1979. Trung Quốc đang xây một xa lộ cao tốc dài 50 dặm từ phía nam thành phố Trong Chu tới thị trấn biên giới của Việt Nam là Bò Thâm. Hình ảnh chụp vệ tinh cho thấy xa lộ này chưa hoàn tất. Khi xa lộ này chưa xây xong, dự kiến Trung Quốc sẽ chưa tấn công Việt Nam. Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh trên bờ Hoa Lục phía nhìn sang eo biển Đài Loan, không thấy chuẩn bị nào cho một trận đánh vào Đài Loan. Không có gì trông như một bãi đáp trực thăng hay một bệ cho dàn phóng phi đạn. Và nơi này được tin là trận đánh khó nhất của Trung Quốc. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình từng tuyên bố quân đội Trung Quốc phải sẵn sàng chiếm Đài Loan vào năm 2021. Nhưng không thấy mảnh đất nào đào lên và không một tảng bê tông này đặt xuống để chuẩn bị cho trận đấu. Trông có vẻ như chiến thuật cổ điển Dương Đông kích Tây, quân lực Trung Quốc sẽ phải quá mỏng nếu tấn công Đài Loan. Trong khi họ làm mọi thứ để có một kết quả thành công, Đài Loan có thể thoát trận chiến này nếu không bị tấn công quân sự. Đài Loan nhiều phần chỉ chờ xem, nhiều phần Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan trên đỉnh núi Lê San, nơi có thể thấy tất cả các hoạt động trên bầu trời xanh Hoa Lục 5.000 km. Cộng sản Trung Quốc đang kích động cuộc chiến đấu với họ về hãn tộc ưu việt, về chiến tranh với các mục tiêu thường truyền sẽ trả thù Nhật Bản vì cai trị tàn ác thời đệ nhị thế chiến, chứng minh Trung Quốc sẽ đánh bại Mỹ và sẽ cai trị các nước phía Nam như Thục Quốc. Tấn công đồng trụng Trung Quốc trên Đài Loan sẽ là một thông điệp phức tạp và không ai muốn chết cho chủ nghĩa cộng sản. Đài Loan có thể bị bao vây rồi phong tỏa đến chết bởi cuộc đầu hàng nếu phần cuối kế hoạch Trung Quốc sắp xếp cho cuộc chiến. Có hai lý do vì sao Trung Quốc nhiều phần sẽ đánh Việt Nam trong cuộc chiến kế tiếp. Một lý do là sẽ cho bộ binh Trung Quốc một vai trò trong cuộc chiến mà tất cả hào quang dự kiến có thể trao hết cho hải quân và không quân. Lý do thứ nhì sẽ buộc Việt Nam rút binh và khỏi 17 căn cứ trong Biển Đông. Các nước khác, kể cả Malaysia, đều có các căn cứ ở Biển Đông. Nhưng Việt Nam đặt binh chủng hùng hậu nhất trong bảo vệ căn cứ quân sự nơi đây. Các lực lượng thủy bộ Trung Quốc nhiều phần sẽ bị tổn thương khi tìm cách chiếm đảo này nếu Trung Quốc thành công trong việc chiếm vùng Bắc của Việt Nam. Nhiều phần sẽ buộc Việt Nam rút khỏi các căn cứ trên đảo để làm điều kiện trao đổi với các nơi bị chiếm. Việt Nam sẽ là quốc gia duy nhất trong phía đồng minh Hoa Kỳ trong một cuộc chiến chống Trung Quốc. Nếu phía Việt Nam giúp thêm hay đề nghị giúp thêm và được xem như giúp Mỹ trong trận chiến trên không. Về mặt biển chống Trung Quốc, nhiều phần Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam trong các trận chiến. Điều này sẽ có việc đếm chờ không lực trên mặt trận và cung cấp một số trang thiết bị kỹ thuật cao để chặn đường tiến của Trung Quốc.
vũ khí và thiết bị thả từ không phận, vũ khí tối tân, chống xe tăng, bao trùm chống tấn công và phi hành trình chống xe tăng. Việt Nam có thể nói là có thể sản xuất phiên bản phi đạn, Corex, kiểu Nga, chống xe tăng, loại đã chứng tỏ siêu hiệu quả Syria. Việt Nam nên mời các sĩ quan cấp cao của Bộ binh Hoa Kỳ đến quan sát các chiến trường tương lai ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang. Hãy đưa họ đến xem trực tiếp, sẽ lôi kéo, giúp họ phòng thủ. Bộ binh Hoa Kỳ nghĩ rằng có thể bị cho ra rìa trong cuộc chiến ở Thái Bình Dương. Nhưng sẽ không ra gì nếu như bộ binh Mỹ có các căn cứ phi đạn trên bờ biển Việt Nam và giúp cố vấn những cách tốt nhất.